dụ mà khách nào mà ăn ở ngoài thì cô bỏ khăn giấy và tâm sĩ găng, có khăn để vào tay. Nhiều khi khách ăn ở ngoài chút dứa có chưa dịch thì khách ăn ở ngoài á thì cô phải cho cái này để cho khách thì để lo tay cho đồ đó, cô cho đầy đủ hết. Thế là ăn một dĩa ốc được khuyến mãi cây tâm sĩ găng nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực của mình nhé. Chiều nay mình ghé qua thăm cô Mớm các bạn. Cô Mớm bán ốc ở bên quận 8 đó các bạn. Chỗ cầu Chánh Hưng rồi quẹo vô cái đường Lê Quyên đó các bạn. Chiều nay thì cô Mớm bán hai loại ốc, ốc hương và ốc gai. Cho nên mình mua một dĩa ốc hương và ốc gai về để ăn review. Và mình mời các bạn cùng dùng với mình nhé. Hiện giờ mình đang đứng trên đường Lê Quyên các bạn. Ở đây thuộc phường 5 quận 8. Phía trước chúng ta là ngã ba đường Phạm Hùng và đường Lê Quyên các bạn. Lâu rồi mình không có ghé thăm cô Mớm. Hôm nay mình sẽ ghé lại cái xe của cô Mớm để thăm cô Mớm nè. Cô Mớm bán ốc hiện giờ đang ngay cái số nhà 86 đường Lê Quyên, ở đây thuộc phường 5 quận 8 nha các bạn. Mình ghé thăm cô Mớm rồi coi nay cô Mớm bán cái gì. Dạ, chào cô nha cô. Chào cô. Cô bên kia qua đây mới qua là sao? Cô tự nhà cô qua luôn. Chứ chỗ cầu Chánh Hưng sao? Cầu Chánh Hưng nước mà cô không có bán tại cái đường đó để bẩn cấm đường ngược chiều. Cô Mớm sợ khách đi cái đường ngược chiều á, người ta ăn mình ăn giùm cô Mớm bịch ốc mà bị sợ chị cô Mớm. Có người ta hay đi ngược chiều ha. Đi ngược chiều. Thôi cô Mớm đi thẳng đây, cách nào mà biết đường. Lúc này vậy mấy giờ cô qua đây? Giờ này cô mới đẩy ra nãy giờ. Nay bán gì vậy cô? Nay là bữa nay là đi chợ mình đi có đồ, bữa nay cô giúp ốc hương luôn. Ốc hương bự chà bá nè. Này ốc mấy loại ốc? Ốc hương giúp gai. Là nay hai mỗi bịch vậy hai loại hả? Bịch là hai thứ, đây cái này là ốc hương này. Đó, bịch hai thứ. Bịch vậy cô bán nhiều? 70 ốc hương giúp gai. Mấy bữa là bán ốc gai với ốc hương thì có 60 ngàn, cô có thể ốc biển không? Bữa nay là ốc gai và ốc hương. Mày chơi sang có ta chơi ốc hương không có đồ. Chứ thường thấy cô bán ốc bu rồi. Đúng rồi, bữa nay có đồ cô bán, ngày mai cô nghỉ rồi. Cô nghỉ ngày ngày chay hả? Đúng rồi, cô bán bữa nay mai cô nghỉ, chẳng gì cô bán ốc bu bữa nay cho khách ăn luôn. Mà cô nghỉ ngày mùng mấy? Ngày mùng 1, ngày mai bữa nay là ngày 29 tháng ngày tháng chiến, ngày mai là mùng 1 cô nghỉ. Mùng 2 cô bán lại bình thường. 15 rằm nghỉ không? Đúng rồi, 15 rằm cô nghỉ. Tháng nghỉ 2 ngày. Một tháng cô nghỉ 2 ngày. Rồi ở đây coi những cái hũ nước mắm ăn ốc của cô nè. Mình rất là thích cái nước mắm của cô, nhà cô Mớm làm nước mắm ăn ốc rất là ngon luôn. Chai này cũng vậy, giá cũng vậy hả? Cái này không cay cũng vậy, từ nào giờ 150 vậy á? 150 từ chai nhỏ 50, chai lớn 100. Bây giờ nước cô cũng có làm nước mắm không cay đây, lúc trước là không có. Còn bây giờ là mình làm nước mắm cay để cho khách để không về cay luôn. Cho những người lớn tuổi em bé ăn. Không cay và mấy cái này là để ăn ốc mua về đem về ha. Khách nào xin thêm mình tặng thêm bịch luôn. Nguyên cái hũ nước mắm chà bá lửa luôn. Chà bá lửa. Cái này cô khỏe không? Tình hình sức khỏe làm sao? Khỏe, cô bán cũng dai dai. Nói chung là nhờ khách ủng hộ cho cô. Nhờ khách ủng hộ cho cô. Nước mắm cô làm đặc ghê luôn. Tỏi ớt hả cô? Tỏi. Có xả không? Không. Xả, ví dụ mà ai ăn xả thì tự ở nhà bỏ ra nó dễ lắm, nước mắm nó ngon, mà tự mình mua xả về mình bỏ vô mình ăn ốc, ăn gì cũng được. Rồi tình hình hôm nay dịch vậy là cô bán làm sao? Nói chung tình hình tuy gần nó dịch thiệt nhưng mà cũng nhờ khách quen lại ủng hộ giùm cô. Cô bán lâu năm với lại cái này ta mua cái ta đi về liền ta mua ta đem đi về. Cô ủng hộ giùm cho cô. Ngày nào khách cũng ủng hộ giùm cho cô á.
Hôm qua có cái cô bên Mỹ, cô còn đợi pháo bịch, cô ủng hộ cho cô, rồi cô còn tặng cho cô thêm 200 ngàn nữa. Thì bữa nay mấy cái bịch này bán hết, bán hết cái này còn nữa không? Hết rồi, không có đồ. Bao nhiêu vậy thôi? Ý cô nói là đi chợ không có hàng, không có gì hết. Thì cô chợ Bình Điền hả? Thì chợ Bình Điền không có gì hết, bữa nay cô hút luôn, hút phương luôn. Rồi. Con nào con lấy mượn chà bá luôn. Để chút xíu rồi lấy bịch về nhà ăn review. Nay tưởng 5-60 rồi mua, nay chơi 70 luôn ha. Không phải, có 60 à. 60 là ốc bu giúp gạo, ốc ga giúp gạo, còn cái này là miễn không, cái này là ốc hương. Cái này mà ốc hương tới 20 mấy con rồi, rồi ốc gai nữa. Bữa nay cô đi chợ không có đồ, cô quất luôn ốc hương luôn. Nè, này. Thường cô để nguyên cái rổ rồi quay thoải mái mà, nay vô bịch hết rồi. Bây giờ vô bịch dịch quá, phải vô bịch. Rồi cô có cho cả khăn giấy và tâm sữa răng luôn. Có. Dưới này cái nước mình hấp hả cô? Hấp xả. Ở dưới có xả không? Có xả. À. Có. Vậy nên nó nóng suốt luôn ha. Đúng rồi, tại con để lửa nhiều mà. Dạ, nóng cho tới về luôn. À đúng rồi, có xài than này nè. À cô xài than ha. Cô luôn luôn lúc nào cũng xài than đứt á. Đứt hả cô ha? À cô có xài than cầm bậy. Cái đó, nó tốt. Nó không có hôi. À. Hơi lên nó cũng có hôi. Cô canh mùa dịch thì cô cũng giá cho qua cho hết rồi, cho con mua mai bán đắt. Ổng ở nhà khỏe hả cô? À, giờ chú Tài cũng ở nhà cũng khỏe. Ở nhà phụ cô thôi, chú Tài cũng bệnh mà. Con có đi bán như thế là chỉ làm chuyện nhà, dặt chặt nhà thôi. Rồi mai cô nghỉ ngày mốt cô bán lại. Đúng rồi, ngày mai là ngày trai. Có nghĩa là không còn bán ở chỗ Cầu Vĩnh Hưng nữa. Không còn chỉ bán một điểm bán đây. Từ ở ngã tư đó quẹo nhìn vô là thấy cơ. À, các bạn lưu ý nha, cô Móm không còn bán ở dưới bên hông Cầu Chính Hưng nữa nha, mà cô sẽ bán chỉ ở điểm này thôi. Mỗi ngày bắt đầu ở đây là mấy giờ? Khoảng 3 giờ. 3 giờ chiều tới mấy giờ? 6 giờ. Giờ. Thì... 5 6 giờ. Hết giờ nào nghỉ giờ đó. Giờ nào là cô nghỉ. Thôi cách nào có thương cô thì đến đây ủng hộ cho cô bình ốc. Cô rất là chân thành cảm ơn. Nhưng mà mấy ngày nay từ mùa dịch giờ cách cũng đợi đến ủng hộ giùm cô. À, nói chỗ của cô thì dịch chứ mua bệnh cái chạy đi rồi đâu có. Đi rồi đó. Nó cũng dễ, người ta cũng bình thường. Thôi ghé thăm cô Móm chút thôi, con lấy một bịch trước về nhà ăn review. Thôi cô cũng chắc lâu quá cũng mới gặp lại. Cô cũng xin chúc Bi Túc dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng phải có sức khỏe. À, cảm ơn cô. Khi hết mùa dịch thì dây dây quay đều có hết thì đều cô rất là chân thành cảm ơn quý khách và YouTuber. Rồi cảm ơn cô, chúc cô mua bay bán đất và nhiều sức khỏe nha. Dĩa ốc là 70 ngàn, gồm có hai loại ốc hương và ốc gai, cũng khá là nhiều luôn các bạn. Mình nghĩ cái giá này là giá bình dân đó. Rồi và đặc biệt cái chén nước mắm của ăn ốc của cô Móm làm thì rất là ngon rồi, và cay và thơm. Mình mời các bạn cùng dùng với mình nhờ món ốc của cô Móm. Ốc là ốc hấp xả nha các bạn, lúc nào có nồi hấp cũng nóng hết đó. À, mình lấy con ốc ra. Ra nguyên khúc luôn nè. Kèm với rau răm đó các bạn. Rau răm này là ở nhà mình nha. Ở cô Móm bán này không có rau. Ở nhà mình có, mình bỏ vô. Lật ra. Cái này nó mất khúc đích à. Ráng lấy ra nguyên con luôn coi. Lắc 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 lắc. À, nguyên khúc luôn nè các bạn.
Để mình thử cái nước mắm chấm ốc của cô Móm. Rất là nhiều tỏi và ớt cay. Và cái nước mắm này nó kẹo kẹo nha các bạn, chứ không phải lỏng luôn. Và mình rất thích cái nước mắm chấm ốc của cô Móm này. Ốc hốc xạ nó thơm và nó còn dai, cộng với cái nước mắm ngon, ăn kèm miếng rau răm. Kể cái tâm luôn à. Trong nước mắm nhiều nước kẹo bạn, kéo nước tỏi ớt lên. À, cái này ra nguyên con luôn nè. Ốc nó còn cái độ dai của nó. Ốc hương này mình không biết cái ốc hương gì mà nó còn hơi đen đen các bạn, nhưng mà ăn cũng dai. Và cái ở phần cuối nó cũng béo béo. Rồi mình thử có ốc gai. Có ốc gai này mình lễ nó dễ hơn các bạn. Để mình ăn không thử coi cái mùi đó, cái vị đó. À, cái vị nó lạc các bạn. Nó khăn không bằng cái ốc hương. Nhưng mà mình chấm vô cái nước mắm này sẽ cay và thơm mà nhiều cảm giác nó mặn mặn. Nhưng mà cái nước mắm chấm ốc này ăn ghiền luôn các bạn. Thật ra ốc gai này mình chưa ăn lần nào hết các bạn. Ốc gai thì nó lạc nhưng mà nó thơm, hấp xả nó thơm với mùi xả đó. Với lại nó mình về mình làm nóng lại đó, với lại chấm nước mắm này cay, nồng nồng, thơm. Đây là con ốc hương, con này to nè. Ốc hương thì nó dai hơn các bạn. Còn ốc gai thì mình lễ nó mềm hơn, nó dễ hơn. Cho nước mắm nhiều vô. Ốc thơm kết hợp với nước mắm cay, ớt, tỏi, đường. Đó, cái con này còn nó, con này nó dai nè, lễ ra từ từ. Mình nắm cái đầu mình kéo ra, em nếm thử cái nước mắm này nó có vị chua không. Nước mắm này không thấy vị chua bạn, thấy vị tỏi với ớt với đường. À, nước mắm cô làm cái tỏi ớt á, nó lên lên luôn á. Cô nói là không có xả, đây có nhiều người ăn xả, có nhiều người không ăn, cho nên cô không có làm xả vô đây. Thì nếu mình về mình thích ăn thì mình bằm xả mình bỏ vô. Có ốc gai thì mình lễ nó dễ hơn, nó mềm hơn. Cái này chỉ vô quất, cứ trộn nước mắm vô, chấm rau răm vô ớt. À, lâu lâu thèm ăn ốc chạy ra cô Móm mua một phần về ăn cũng ngon các bạn. Ngồi ở nhà ăn, chứ quán xá giờ nó không có mở mà ngồi ăn tại chỗ đâu. À, cô Móm bán dĩa hè mà, thế nên mình chỉ mua một bịch về thôi. Nước mắm rất là đặc biệt luôn. Quậy 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 lên. Quậy nước mắm cho đã. À. Đó. À, một cái phần là 70.000. Ốc hương và ốc gai, ốc của cô Móm bán ốc ở quận 8 đó các bạn. Cũng ăn khá là hấp dẫn mà mình nghĩ là cái giá nó cũng là giá bình dân đó các bạn. À, nước mắm rất là ngon luôn. À, mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Và các bạn đừng quên chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cùng biết nhé. Mình xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.